Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Vào một buổi chiều, mình lại tiếp tục đi rừng để tìm mấy chim ngũ sắc. Nhưng mà không biết là kiểu gì mà đi tìm cả buổi chiều mà không thấy em nào anh em ạ. Và cuối cùng thì mình mở cái tiếng chim mi đất lên thì có một con nó hót ngay đầu ngoài này này. Mình cũng rất là lười bấy rồi nhưng mà đi cả buổi chiều rồi không được cắm lần thòng nào thì mình cũng sẽ tìm chỗ để mình cài xem là nó có về hay không. Thì đi cả buổi chiều rồi thì cũng rất là chán nản rồi, không gặp em ngũ sắc nào và bảy chim liều tiểu nhưng mà cũng không có rồi anh em ạ. Chỗ mình này giờ thì cũng tuyệt chủng hết rồi, tất cả những cái loài chim là đều là không thấy lên tiếng rồi. Không biết là nó cái đợt lúc nó di cư về kia thì cũng còn rất là nhiều luôn, đi đâu cũng gặp ngũ sắc luôn, nhưng mà từ cái lúc nó chia tách đôi làm tổ ấy thì là không gặp con nào nữa rồi. Mình cũng đi rất là xa nha anh em nhé. Và giờ mình sẽ lên để lấy thòng để ra phía ngoài này để mình cắm xem là nó có về hay không. Nó hót ngay đầu ngoài này này anh em. Đấy, nó kêu ngay đầu ngoài này. Và giờ mình sẽ lấy thòng, mình sẽ lên phía bên trên này. Đấy, con này hót rất to nhá. Và mình đã chọn được một cái địa điểm nha anh em nhá. Mình sẽ cắm ngay ở cái xung quanh cái cây nó hót ngay dưới này rồi anh em ạ. Bye.
Đây là kết quả mới chỉ dính một em thôi nha anh em nhé. Nó về hai em nhưng mà một em trước đầu tiên về rất là khôn. Đây là cũng chỉ dính một em thôi. Đây nha anh em nhé. Mới chỉ dính được mỗi một em. Nó càng giấy rụa thì càng dính thêm những cái vòng ở bên cạnh anh em ạ. Lúc đầu chỉ dính một vòng nhưng mà giờ đã lại hai vòng rồi. Càng giấy rụa thì là càng dính. Vậy là chỉ dính mỗi một em. Đây, chứng tỏ là bên này nó cũng qua đây rồi nhưng mà không biết kiểu gì là lúc nãy mình bẻ cái cành cây này anh em này. Mình bẻ cái cành cây này làm cái vòng nó vắt trở lên rồi. Đâm ra là chim nó sang thì nó không dính là phải rồi. Đây. Mình bẻ cái cành cây nó vắt qua trên làm cái vòng thòng của mình lật ngược lên rồi đâm ra là và mình giấu cái loa ngay ở gốc này thì là hơi lệch so với cái địa hình mình cắm thòng. Đáng nhẽ là mình cho loa lệch lên phía bên trên này một chút thì là nó sẽ về đây thì nó chui rúc ngay ở cái cành này này. Mấy cái cành này mình lại không cắm thòng vào, đâm ra là nó chui rúc ngay cành này và cành ngoài này này, mình còn rất là sai sót anh em ạ. Mình còn sai sót rất là nhiều cành còn chưa cắm, đâm ra là về mới chỉ dính một em. Thôi, cho dù một em thì cũng gọi là cả buổi chiều đi rừng bẫy chim thì cũng được cắm thong một lần thì cũng được một em thì cũng được rồi. Thôi, và giờ mình sẽ gỡ chim và gỡ bẫy để mình về thôi nhá anh em nhé. Chào tất cả anh em. Giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình.